Các bạn thân mến. Hiện tại thì chị đã đang có mặt ở đây cùng với các bạn ở trong buổi phát trực tiếp cực kỳ là quan trọng ngày hôm nay. Và nếu như mà các bạn đã lên rồi thì hãy gửi lời chào tới chị ở trong buổi tối ngày hôm nay nha. Được không nào? Các bạn ơi. Lên ngay cùng với chị bởi vì ngày hôm nay sẽ là một cái buổi phát trực tiếp rất là quan trọng của chúng mình. Và nếu như mà các em đã lên rồi thì hãy gửi lời chào tới chị trong buổi tối ngày hôm nay nha. Ok không nào? Xin chào các bạn, xin chào các em. Xin chào các bạn. Các bạn ơi, ngay lập tức quay trở lại cùng với chị nhá. Xin chào 400 bạn đang xem phần livestream này. Ừ, xin chào Như Quỳnh, xin chào em. Xin chào Minh. Chị sẽ giới thiệu với các bạn về hai cái đề thi thử mới nhất của học văn chị Hiên và đây sẽ là những cái phần mà có thể các bạn sẽ lưu tâm giúp cho chị bởi vì trong buổi ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng chia sẻ với nhau rất nhiều thứ được không ạ à? để hôm nay sao ạ à? có vừa sức với các bạn không đề ngày hôm nay có vừa sức với các bạn không đời, yeah. xin chào các bạn xin chào thắng xin chào thảo ly quen, quen. các bạn ơi đề ngày hôm nay thế nào có vừa sức với các em không cùng đợi mọi người một chút nhá được không nào cùng đợi mọi người một chút xíu nhá không các bạn ấy vào sẽ muộn mất trời ơi no bài no bài thôi ừ xin chào các bạn xin chào các em thế à rất là cảm ơn các bạn vì đã có những cái phản hồi tốt vừa sức với các em đúng không ừ ổn ổn chi ạ à? ok tốt đấy không tầm này phải kiểu dạo rực chứ không thể nhẹ nhàng được <laughs> Miss Bé Yêu gỡ bé phi thương đôi lại ở trong ta Đời cho đến bao giờ đời nhanh như chớp mắt Ok, chị còn muốn giới thiệu với các bạn một cái đề khác cơ Mà hôm vừa rồi thì... Ừm... Thế à Làm không kỹ à, ôi trời, viết không kịp à Được rồi, được rồi hôm nay thi thử đúng không ạ à? vậy mà các bạn lại không tham gia lần cuối cùng sao ô sao lại không nộp được bài trời ơi phải nộp bài đi các em <laughs> các bạn ơi cái hôm nay sẽ có hai cái đề chia sẻ với các bạn một cái đề của khóa cốt vừa mới thi xong ok không ạ à? và cái đề chúng ta vừa mới thi xong ok chưa nào sẽ có hai cái đề ở trong ngày hôm nay. Ok không? Rồi các bạn ơi, quay trở lại cùng với chị ở trong buổi tối ngày hôm nay nhá. À, vừa cùng với các bạn nghe một cái bài hát mang tên là Điều phi thường nhỏ bé. Và đó cũng chính là một trong những cái câu slogan ở trong khóa học 10 ngày chạy văn cùng với chị Hiên. Được không ạ? Nhá, đó là một trong những cái câu slogan của khóa học 10 ngày chạy văn cùng với chị Hiên. Và chị hy vọng là cái khóa học nhỏ bé mà chúng ta sẽ học cùng với nhau trong 10 ngày cuối sẽ là khóa học đem tới cho các bạn một cái kết quả phi thường, được không ạ? Trước tiên là chia sẻ với các bạn điều đó đã. Ngày hôm nay á chia sẻ một chút với các bạn là trước khi mà chị uh, cho cái đề, chị cho các bạn cái đề này á thì cũng chị cũng đã dự phòng một cái đề khác. Được không ạ? Và trong cái đề khác này ấy thì trong cái phần đọc hiểu có thay đổi một chút xíu. Được không ạ? thì đây chị muốn chia sẻ với các bạn về cái đề đầu tiên mà chị định định gọi là cho các bạn làm chứ không phải là cái đề này cái đề này là cái đề quyết định sau cùng nhá còn trước đó là học văn chị hiên đã có những cái option nhất định gọi là đưa ra những cái phần nhất định để các bạn có thể tức là đưa ra một cái option khác nhưng mà khi mà quyết định thì lại lựa chọn một cái khác đó thì đây này có một cái bài thơ rất là hay của đỗ nhật nam được không ạ à? À, mà chị muốn chia sẻ cùng với các bạn Bởi vì hôm vừa rồi ấy Thì cảm thấy những cái bài báo rất là xúc động Về việc là các cái bậc phụ huynh đưa con của mình đi học Với trong lòng có những cái chất chứa Đó là những cái sự vất vả Nhưng mà cũng chính là cái sự kỳ vọng Đó, thế nên là có một cái bài thơ rất là hay như thế này Và đây là cái lựa chọn đầu tiên Được không ạ? À? Có một cái bài thơ như thế này đó là Mẹ đưa con đi thi Cơm nắm khẩu trang mũ trùm đầu kín mít Đường quá đông còi xe vang như thét Khó đi hơn cả đường cày Con nơi còn phen này Thoát khỏi ách đồng lầm ruộng ngấu Thoát khỏi cảnh Thoát khỏi cảnh gặt lúa đêm tránh nắng Cầm tay mẹ nào làm bài cố nhé con Cha đưa con đi thi áo nhỏ ra sảm Lưng dắt thêm cây điếu cày con ơi, cả nhà chỉ trông vào mày, đừng lo lắng lúa ngoài đồng đã bán, đủ tiền tàu xe, đủ cơm ngày ba bữa, còn đợt này làm bài cố nhé con. Nắng nóng héo hon mặt đường bê tông bỏng rát, và vật bên đường chờ làn gió mát, chờ con tan thi, phấp phòng nụ cười. Con làm bài mệt nhoài, khó nhọc, cốt với xin quay cuồng trong lồng ngực, áp lực đổi đời oằn chịu những giọng văn thương biết bao giọt nước mắt của những người cha và xót xa giọt mồ hôi những mẹ quê lam lũ tìm ra lối đi nào cho cuộc đời vần vũ hay cứ phải cược số phận mình trong những cuộc thi không biết là các bạn nghe cái bài thơ đó xong thì bản thân các bạn cảm thấy như thế nào nhưng mà bản thân chị nghĩ rằng là chúng ta hãy coi đó là một cái động lực được không ạ à? à, các bạn thì không giống như chị ngày xưa À, thời của bọn chị ngày xưa đi thi ấy là phải lên tận hà nội sau đó đến cái trường đại học của mình thi cơ và đúng quả thực là phải lên mấy ngày trời để thi hết các môn sau đó thì mới về thậm chí là có những người còn phải lên hà nội hai bận thì mới thi xong hoàn thành xong cái kỳ thi của chúng mình đấy còn bây giờ thì à, các bạn à, nhẹ nhàng hơn rồi các em được thi tại trường của mình đúng không ạ nếu mà không thi tại trường thì cũng thi tại những cái địa điểm gần nơi mình sống thế nên là cái cảm giác chúng ta thi cử cũng nhẹ nhàng hơn rất là nhiều đúng không ạ đây các bạn ơi chị đang chị đang đợi các bạn một chút xíu để các bạn nộp xong đây ok chưa nào chị đang đợi để các bạn nộp xong đây các bạn yên tâm chị vẫn đang đợi các bạn mà các em cứ nộp hết bài đi được không ạ chị vẫn đang đợi các bạn Chị sẽ đợi thêm các bạn khoảng tầm 4-5 phút nữa Các bạn cứ nộp xong bài đi Xong rồi chị em mình sẽ chữa Được chưa nào? Nhá Hiện tại thì đã có khoảng gần 1.000 đối thủ đang ở đây để chúng ta chữa cái đề rất là quan trọng then chốt ngày hôm nay rồi đúng không ạ? Và nếu như mà các bạn... À ok ok, gần 1.000 đối thủ đã ở đây rồi, các bạn đợi một chút xíu để cho các bạn ấy nộp bài xong đã nhá không vấn đề gì chúng ta sẽ đợi các bạn ấy một chút thì ở đây chị đang chia sẻ với các bạn về một cái bài thơ của đỗ nhật nam đúng không ạ chị nói với các bạn rằng là đôi khi thật ra cái động lực mà chúng ta có ở mỗi người rất là khác nhau không biết là các em có cùng chung động lực với chị hay không nhưng mà đối với bản thân của chị ấy, thì gia đình là một trong những động lực cực kỳ cực kỳ là lớn lao thực sự là như vậy đối với chị thì uh, gia đình là động lực lớn lao lắm Thế nên là hình ảnh của mẹ hình ảnh của bố là những cái hình ảnh mà thúc giục chị trong bất cứ công việc nào bản thân mình cũng phải cố gắng hơn thực sự là như vậy nên là chị mong là gì chị mong là các bạn cũng sẽ cố gắng các bạn cũng sẽ nỗ lực bởi vì là chúng ta bây giờ đang không phải là chiến đấu cho chính bản thân mình được không ạ? À? Chúng ta bây giờ không phải là chỉ đang chiến đấu cho chính bản thân mình mà đó còn là cái trách nhiệm. Chỉ là nói từ trách nhiệm là một cái từ rất là phù hợp bởi vì các em cũng đã 18 tuổi rồi. Và bản thân các bạn cũng phải gì ạ? À bản thân các em cũng phải chịu trách nhiệm cho tất cả những cái vấn đề của các bạn rồi, đúng không ạ? À? Thế nên chị nếu như chị gọi là cái từ trách nhiệm thì nó cũng đúng thôi. Được không nào? Chị hy vọng là à, ngày hôm nay thì bản thân các bạn đã có được một cái trải nghiệm tốt khi mà chúng ta cùng bước qua được không nào? Chúng ta cùng bước qua cùng với chị ở trong cái đề thi thử lần số 3 này. Ok không ạ? Rồi các bạn ơi, đợi mọi người nộp bài một chút xíu nhá. Được không nào? Đợi mọi người nộp một bài một chút xíu. Ngày hôm nay thì chị phát khá là muộn. Ngày hôm nay thì chị phát khá là muộn nhưng mà không có vấn đề gì đúng không? Các bạn ơi, trước tiên ở đây ạ. À? à, không đủ thời gian mà viết à? Trời ơi! Thế thì đến hôm đi thi các em định như thế nào đây? đúng không? thế thì hôm đi thi các bạn các bạn định như thế nào đây? hôm nay uh, đợi chị chữa đề xong mới đi ngủ. ok uh, đã có một số bạn nhận được tài liệu tặng hôm qua rồi đấy cây mạ nhưng mà các bạn cứ bình tĩnh một lát nữa đừng khủng bố các anh chị admin nhá. <laughs> trời ơi là trời rồi mấy đứa ơi xong chưa? xong chưa nhở? Ok, đây các bạn ơi Chị sẽ chữa cái đề này trước nhé Chị sẽ chữa cái đề ngày hôm nay trước để các bạn lưu ý cùng với chị Trước tiên ạ, à, đây Bắt đầu nhé các bạn nhé Chúng ta sẽ có điểm trong 2 ngày tới Nên là các bạn sẽ lưu ý giúp chị Được không ạ? À? Nào, bây giờ thì sẽ quay trở lại Để chúng ta cùng chữa đề Đề thứ thử lần 3 của chúng mình như sau ạ à? Được không nào? Phần đọc hiểu 3 điểm Ok chưa? Bắt đầu Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu. Trong cơn mưa giả dích, những đường phố vóng bóng người, cậu bé Trọng Đạt quyết định dừng xe, dành chút thời gian làm điều tử tế bé nhỏ, nhặt rác, thông miệng cống thoát nước. Xong đâu đấy, em lại lên xe, thong rong đạp đi. Nhìn cảnh cậu học trò không mũ nón áo mưa, tự nguyện là một việc mà không đợi ai khen ngợi. Nhiều người bỗng nở nụ cười một cách về một nhân cách dễ thương. Người lớn có thể thấy hành động của cậu bé 12 tuổi thật đáng quý và trân trọng biết bao Nhưng có lẽ đối với em, việc dọn rác nơi công cộng là điều đương nhiên, là điều bình thường, ai cũng nên làm Vậy mới thấy trái tim lương thiện, hồn nhiên của những cô bé, cậu bé nhỏ tuổi thật đáng để người lớn chúng ta học hỏi Câu chuyện về Phạm Trọng Đạt đã khiến cho nhiều người nhớ lại hình ảnh của cậu bé nghèo nhặt ve chai Nguyễn Danh Thành Đạt vào năm 2017 khi ấy 5 tuổi, không được tới trường, mặc bộ quần áo nhàu nát, chân đi đôi dép cũ mềm, lon ton xếp gọn gàng đôi dép của cô giáo và các bạn trong đoàn dã ngoại ở thành phố Hồ Chí Minh. Hay như câu chuyện về cậu bé đầu tháng 2 vừa qua, Andy Đào Nguyên 12 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh chủ động đưa cho mẹ 10 triệu tiền lì xì Tết nhờ mua khẩu trang để tặng cho mọi người trong dịch Covid bùng phát ở Việt Nam. Suốt nhiều ngày, cậu bé đứng trên đường Lý Tự Trọng quận 1, phát từng chiếc khẩu trang tận đến tận tay ai cần. Khi được hỏi, em chỉ đáp ngắn gọn lễ phép bằng nụ cười tươi giói. Con mong món quà nhỏ của mình sẽ giúp nhiều người phòng tránh bệnh hơn. Những việc làm tốt của các em đều xuất phát từ bản năng tự nhiên. Không cần nghĩ ngợi, càng chẳng tính toán. Những điều đó còn có nghĩ ý, ý, ý nghĩa hơn cả trăm bài học đạo đức trên sách vở. Bởi vậy, sự tử tế không phải điều tốt đẹp xa vời, không phải điều lớn lao vĩ đại, mà nảy mầm từ chính những hành động nhỏ bé trong cuộc sống thường nhật. Cứ thế, lòng tốt được lan truyền từ người này sang người khác và tỏa ra cả xã hội. Thế giới rồi sẽ tốt đẹp hơn bởi những trái tim lương thiện bẽ nhỏ. Ok chưa ạ? Các bạn ơi xong chưa? Ok chưa nào? Dễ quá, đề dễ quá các bạn. Chúng ta có câu số 1 ạ. À. Đây, chúng ta có câu số 1. Phương thức biểu đạt chính của văn bản trên là gì? Nào các bạn ơi, trả lời giúp chị ạ. À. Phương thức biểu đạt chính, hãy nhớ nhá là chính thì sẽ chỉ có một thôi. Được không ạ? À? Nhưng mà nếu như mà người ta hỏi là những sử dụng những cái phương thức biểu đạt gì thì nó phải ít nhất là hai. Nhưng mà ở đây phương thức biểu đạt chính thì là chỉ một thôi. Đúng không ạ? À? Thế thì các bạn chú ý giúp cho chị phương thức biểu đạt chính ở đây là gì? À, phương thức biểu đạt chính ở đây là gì hả các bạn? Nhanh chóng nào Phương thức biểu đạt chính là gì nào Cùng giải đề với chị nào À Phương thức biểu đạt chính là gì Là gì nhỉ các bạn nhỉ Các em ơi các bạn ngừng nhắn tin lại cho chị nhá Tại vì nhiều thông báo quá Thực sự luôn đấy Thực sự luôn đấy Rồi ok Rồi Phương thức biểu đạt chính Chính xác ạ à. Nghị luận Đúng câu này các bạn sẽ được 0,5 điểm Ok chưa nào Thế thì các bạn chỉ cần trả lời một cái cách đơn giản đó chính là gì ạ? Phương thức biểu đạt chính của văn bản trên là hai chấm nghị luận hoặc là các bạn viết câu 1 hai chấm nghị luận đều ok. Được không ạ? Nhưng mà bản thân chị thì chị khuyên các bạn là gì? Chị khuyên các bạn là nên ghi là phương thức biểu đạt chính của văn bản trên là hai chấm nghị luận Bởi vì cũng không tốn quá nhiều thời gian của chúng ta đâu Ok chưa ạ? Thì các bạn sẽ lưu ý giúp cho chị cái này nhá Tiếp tục này không thể là tự sự được tại sao ạ tại bởi vì là cái vấn đề cuối cùng chúng mình chốt lại là cái gì ạ đó là cái gì à lòng lương thiện nhỏ bé sự tử tế thế nên là kể cả ba cái câu chuyện kia là kể nhưng mà thực chất thì chúng ta thấy ở đây vẫn là gì ạ là ba cái dẫn chứng cho cái sự tử tế ở trong cuộc đời thôi được không nào các bạn hiểu ý chị không đây là một trong những cái mà các bạn rất là dễ bị đánh lừa chị vẫn nhớ là có một bạn đã từng gửi cho chị một cái đề và bạn ấy nói với chị là chị ơi em không hiểu tại sao mà mà cô giáo em lại bảo là cái phần này là là tự nghị luận hả chị mà em thấy là ở đây kể cả một cái câu chuyện đấy thì chị muốn nói với các bạn ở đây là gì ba cái câu chuyện nhỏ này chỉ là ba cái dẫn chứng thôi được không ạ à? chỉ là ba cái dẫn chứng để chứng minh cho cái quan điểm là ở trong đời sống bây giờ vẫn tồn tại cái sự tử tế và đó là những cái sự tử tế rất là nhỏ bé và cái sự tử tế nhỏ bé đó sẽ lan tỏa để cho chúng ta có một cái xã hội tốt đẹp hơn hiểu ý chị không rất là nhiều bạn bị nhầm lẫn cái này được không ạ và chính cái sự nhầm lẫn này đã khiến cho các bạn bị mất điểm ok không ạ đây là cái dạng đề mà rất là dễ lừa các bạn đấy nên các bạn sẽ lưu ý giúp chị nhá ok chưa các em sẽ lưu ý giúp chị <laughs> em sốc à Trời ơi, tại sao lại bị sốc? Rồi các bạn ơi, tiếp tục câu số 2 ạ. À. Theo văn bản, các em nhỏ đã làm được những việc tốt gì? Được không ạ? À? Thì ở đây các bạn sẽ list ra cho chị ba cái việc tốt, được không ạ? À? Trước tiên là em trọng đạt. Được không nào? Thứ nhất là trọng đạt làm việc tốt gì ạ? À? à, đó chính là đây. Đây là cái phần mà chúng ta gì đây ạ? À? đây là cái phần mà chúng ta sẽ tìm ngữ liệu ở trong văn bản nhớ nhá cái đề này là cái đề mà bản thân tim học văn chị hiên khi mà soạn đã bám rất là sát đề thi thì đề thi minh họa của chúng mình rồi nên là các bạn sẽ lưu ý giúp cho chị được không ạ à? các bạn sẽ lưu ý giúp cho chị cái này trước tiên này à bạn trọng đạt làm gì nhở nhặt rác thông miệng cống thoát nước ok chưa ạ đây là số 1 nhá tiếp theo này bạn nguyễn danh thành đạt làm gì nhở à đây làm gì đấy ạ à? xếp gọn gàng đôi dép của cô giáo và các bạn trong đoàn dã ngoại ở thành phố Hồ Chí Minh. Đây là số 2. Ok chưa nào? Và số 3, bạn cuối cùng là bạn Andy Đào Nguyên bạn ấy làm gì nhỉ? À bạn ấy gì đây? À nhờ mua khẩu trang để tặng cho mọi người khi dịch Covid bùng phát ở Việt Nam. Được chưa nào? Và đứng trên đường Lý Tự Trọng để phát từng chiếc khẩu trang đến tay ai cần. Đây là bạn số 3. Ok chưa ạ? Hiểu ý chị không? Nhá. Ai sai tự động đi ngủ đi còn gì ngủ là ngủ thế nào Được chưa nào Ok không ạ à? Đúng cái câu này các bạn sẽ được một điểm Được không ạ à? Đúng cái câu số 2 này các bạn sẽ được một điểm ạ à. Ok chưa nào Đúng câu trên các bạn được 0,5 điểm nhá Ok chưa Rồi Được không nào Lưu ý giúp chị nhá Được chưa ạ Rồi câu số 3 này Dựa vào văn bản Anh chị hiểu thế nào là sự tử tế à các bạn ơi đây sẽ là cái việc mà chúng ta tư duy về văn bản và chúng ta vẫn dựa vào văn bản nhá được không ạ à? tư duy về ngữ liệu trong văn bản <laughs> ok chưa nào Ô, trời ơi các em ơi chị đọc chị đọc lỗi của các bạn mà chị buồn cười lắm luôn ấy thực sự đấy tại sao mà các em lại có thể gọi là rơi rớt ở những cái lỗi mà không đáng như thế thật sự luôn đấy tại sao mà các bạn lại phải rơi rớt ở những cái lỗi như thế nhở chị chị không thể hiểu được rồi các bạn sẽ nhìn thấy này đây ạ à. sự tử tế không phải điều tốt đẹp xa vời không phải điều lớn lao vĩ đại mà từ chính những hành động nhỏ bé trong cuộc sống thường nhật chúng ta sẽ dựa vào cái phần này để trả lời ạ à. được không ạ à? vậy thì rõ ràng sự tử tế ở đây được hiểu là những cái việc làm à những cái việc làm nhỏ bé nhưng mà có ý nghĩa đúng không ạ à? Đúng không nào? Những cái việc làm nhỏ bé nhưng mà có ý nghĩa với cộng đồng Đúng không? Với xã hội Với những người xung quanh Gần hơn là với những người xung quanh Ok chưa nào? Và đây chúng ta có thể chốt lại ở cái này ạ à. Sự tử tế không phải điều tốt đẹp xa vời Không phải điều lớn lao vĩ đại Mà nảy mầm từ chính những hành động nhỏ bé trong cuộc sống thường nhật Ok chưa nào? Nhá Các bạn ơi, được chưa ạ? Đúng câu này các bạn được 0,5 điểm nữa ạ được không nào và cuối cùng thông điệp ý nghĩa nhất anh chị rút ra được từ văn bản trên là gì rồi các bạn ơi lưu ý giúp chị này các bạn ơi thông điệp ý nghĩa nhất anh chị rút ra từ văn bản trên là gì các bạn làm như thế nào ạ các bạn làm như thế nào à rồi chính xác đấy chị đã thấy là các bạn đã làm rất là chuẩn cái câu đó rồi chính xác chính xác chị thấy là các bạn Chị thấy các bạn rất là ok luôn ấy Thực sự chị thấy ở đây các bạn làm rất là chủ động Rất là ok Rồi các bạn ơi nào Thế thì câu số 4 ở đây ạ à. Nào thông điệp ý nghĩa nhất anh chị rút ra từ văn bản trên là gì? Các bạn ơi Thông điệp ý nghĩa nhất Nào mỗi người cho một thông điệp nào Chị không thích dùng máy tính Chị thích viết tay cơ Để rèn cái sự trình bày cho các bạn luôn Nên là thông cảm với chị nhá <laughs> Tại sao chị không dùng máy tính à Rồi các bạn ơi nào thông điệp ý nghĩa nhất mà chúng ta rút ra ở đây là gì nào mỗi người cho một ý kiến nào mỗi người cho một ý kiến nào à thế à nghị luận văn học em mới thi thử chúng đoạn này luôn à quá đỉnh đúng không ạ rồi thông điệp ý nghĩa nhất chúng ta rút ra ở đây là gì nào thông điệp ý nghĩa nhất chúng ta rút ra ở đây là gì? Là gì nhỉ? À Đúng chính xác Chúng ta phải đưa ra thông điệp Và nêu ra lý do Được không ạ? À sống cho đi không mong nhận lại à? Gì nữa ạ? <laughs> à? rồi rồi ok sống tử tế đây là một cái thông điệp tốt được không ạ à? được không ạ à? gì nữa chúng ta sẽ xoay quanh chính xác sự lương thiện đúng rồi chính xác gì nữa à các bạn chính xác sự cần thiết về việc tử tế trong cuộc sống rồi chính xác có ý thức tự giác làm việc tốt chính xác rồi tử tế xuất phát trong lòng chân thành tình yêu thương con người Ok, tốt Rồi ạ, à, sự tử tế không phải những điều xa vời Mà bắt đầu từ những việc làm rất nhỏ Ok không ạ? À? Sau đó các bạn sẽ đưa ra cái sự lý giải phù hợp cho chị Nhưng mà ở đây chị cảm thấy là các bạn đang làm rất là tốt cái này Chị cảm thấy là vui bởi vì là các bạn đã có những cái quan điểm nhất định Khi mà các bạn tiếp cận với một vấn đề Và cứ theo cái đó Chắc chắn là các bạn sẽ thành công thôi Ok chưa ạ? À? nhá chắc chắn là các bạn sẽ thành công thôi nên là các bạn sẽ đưa ra cho chị xung quanh những cái này và các bạn nêu ra cái lý do ok chưa nào như vậy là các bạn sẽ được một điểm cho cái này còn chị sẽ chấm để xem là tình hình làm của các bạn như thế nào rồi chị sẽ có những cái nhận xét nhất định dành cho các bạn nhá rồi nhưng mà nói chung chị thấy ở đây tất cả những cái bạn nêu ra đều đúng được không ạ các bạn nêu ra đều rất là đúng ở cái phần này ok chưa nào rồi chuyển sang phần tiếp theo phần làm văn được không ạ chuyển sang phần tiếp theo phần làm văn từ nội dung đoạn trích phần đọc hiểu, anh chị hãy viết một đoạn văn khoảng 200 chữ bàn về ý nghĩa của sự tử tế trong cuộc sống. Hãy nhớ nhá, vấn đề của chúng ta là ý nghĩa của sự tử tế trong cuộc sống. Ok chưa ạ? Vấn đề của chúng ta là ý nghĩa của sự tử tế trong cuộc sống. Và ngày hôm qua trong cái đề thi thử cốt văn, chúng ta có một cái bài như thế này ạ. Đó là từ nội dung đoạn trích phần đọc hiểu, anh chị hãy viết khoảng một đoạn văn 200 từ bàn về sức mạnh của tình yêu thương. Được không nào? sức mạnh của tình yêu thương Và cái bài ngày hôm qua ấy Ở trong khóa cốt văn mà các bạn ý làm ấy Thì chị đã đưa ra cho các bạn ý một cái đoạn văn Về cái cuộc đại phẫu thuật của hai em bé Trúc Nhi và Diệu Nhi Không biết là dạo gần đây thì các bạn có uh, cập nhật tin tức hay không Nhưng mà kể cả câu chuyện về em bé dọn rác Kể kể cả câu chuyện về cậu bé dọn rác Hay là kể cả uh, cái câu chuyện về Trúc Nhi và Diệu Nhi Thì đều là những cái câu chuyện cực kỳ là truyền cảm hứng Đối với những người trẻ chúng ta Đúng không ạ? Các bạn sẽ nhìn thấy này, chúng ta sẽ chú ý giúp cho chị đó là ở trong cái câu 2 này nhá thì chị cho vào người lái đò sông Đà của nhà văn Nguyễn Tuân và đề ngày hôm nay mà các bạn thi là vào Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu. Được không ạ? À? Thế có nghĩa đồng nghĩa với việc là nếu như bạn nào mà thi thử cả hai kỳ thi của chị vừa rồi ấy thì sẽ có là một bài làm về hình ảnh người lái đò sông Đà của nhà văn Nguyễn Tuân và một bài nói về gì ạ? À? Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu. Đây là gì ạ? À? à đây là cái đoạn Việt Bắc những con đường ra trận này. Ok chưa nào? Đó, thì ngày hôm qua các bạn ấy vừa làm đề đó là về tình yêu thương Bàn luận về sức mạnh của tình yêu thương trong cuộc sống Ok chưa ạ? Thì ngày hôm nay trước tiên chị sẽ chữa giúp cho các bạn cái đề này Ai đồng ý là chị sẽ chữa cả cái đề Về bàn luận về sức mạnh của tình yêu thương giơ tay ạ Bạn nào muốn chị làm cái này không? À, cái đề số, cái câu số 4 thì các bạn Các bạn ơi, nào các bạn có muốn là chị sẽ chữa luôn cái câu 1 này cho các bạn không? Các bạn có muốn là là chính xác đấy, 100 người bác sĩ đấy, chính xác, chính xác đấy, đó chính là cái vấn đề mà chị đang muốn nói tới đấy. Chuẩn đấy. Và cái đề đó chính là cái đề mà các bạn đấy đã phải giải quyết trong ngày hôm qua. Thực sự là rất là vất vả với các bạn đấy nhưng mà chị nghĩ là các bạn đấy đã có được một cái trải nghiệm rất là tốt với cái đề ngày hôm qua. Các bạn có muốn là chị chữa luôn cái câu nghị luận xã hội của đề hôm qua không ạ? còn phần đọc hiểu thì thì uh, các bạn sẽ chủ động xin đề và tự làm nhưng mà các em có muốn là chị sẽ chữa qua không cái câu nghị luận xã hội bởi vì chị thấy là cái phần này thì các bạn cũng đang bị yếu ấy nên là chị cũng muốn chữa cho các bạn cái này ok thế thì chúng mình sẽ chữa cả hai cái đề này nhá còn ngày mai thì chúng mình sẽ chữa ok ạ à, ngày mai thì chúng mình sẽ chữa đề nghị luận văn học được chưa nào coi như là buổi hôm nay chúng ta sẽ rèn luyện về nghị luận xã hội đi mấy đứa đồng ý không nhá mấy đứa đồng ý không Ok với chị nhá <laughs> Chị có cây bút giống kẹo thế Được không? Rồi, đồng ý nhá Rồi, thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng uh, Chữa cái này Các em làm đề có vấn đề gì không ạ? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu chữa Đây, đề này, trước tiên một đoạn văn khoảng 200 từ bàn luận về sức mạnh của tình yêu thương. Bàn luận về sức mạnh của tình yêu thương. Được không ạ? À? Chúng ta vẫn sẽ làm theo cấu trúc như sau. Trước tiên này. Mở đoạn. Được không ạ? À? Trước tiên là mở đoạn. Rồi. Chúng ta sẽ thấy là trong cái phần mở đoạn này chúng ta sẽ phải dẫn dắt cộng với đặt vấn đề. Vấn đề ở đây đó chính là sức mạnh của tình yêu thương. Được không ạ? À? Thế thì các em sẽ dẫn như thế nào? <laughs> Sông Đà chị ơi. Trời ơi thật đấy hả? À? Các em làm chị cảm động khủng khiếp luôn ấy, còn xin nghỉ để làm đề của chị á. Chị hy vọng là năm nay tin chị Hiên sẽ lại tiếp tục may mắn nhá. Được không ạ? À? Chị hy vọng là năm nay tin chị Hiên sẽ lại tiếp tục may mắn bởi vì chị cảm thấy là các em dành quá là nhiều tình cảm cho chị luôn ấy. Thật sự là như vậy, các em dành quá nhiều tình cảm cho chị. Và chị rất là mong năm nay học văn chị Hiên sẽ lại có được những cái thành công vang dội. Được không nào? Chị tin lắm, chị tin. Rồi các bạn ơi, nào các bạn ơi ok không ok không nào bây giờ quay trở lại này với cái này thì các bạn như thế nào à em toàn bị ngáo ngơ không biết dẫn như thế nào thế à em toàn bị ngáo ngơ không biết dẫn như thế nào nào mỗi đứa cho chị một cái nào <laughs> rồi ở đây rất là nhiều tim của rồi các bạn ơi. Sao ạ? À? Các bạn giận như thế nào đây? Các em giận như thế nào đây? Sông Đà viết khó quá. Ờ à, sông Đà viết khó quá, còn gì nữa? Nào các bạn, chị biết rồi. Nào bây giờ vào nhìn vào trong cái đề này đã. Các bạn sẽ giận như thế nào đây ạ? À? Các bạn sẽ dẫn như thế nào đây ạ? <laughs> Vẫn ở đây học cùng với chị. Các bạn dẫn như thế nào đây? Nào. Các bạn sẽ dẫn như thế nào đây? Rồi, chị sẽ cho các bạn một cái phần dẫn như sau nhá. Nếu như mà các bạn cảm thấy ok thì chúng ta sẽ sử dụng này. Như thế này ạ. Người ta thường nói ba điều sẽ tồn tại mãi mãi là niềm tin, hy vọng và tình yêu. Và điều tuyệt vời nhất trong số đó chính là tình yêu thương. Tôi rất tâm đắc với bài học được rút ra từ trích dẫn, được không ạ? À? Hay là gì ạ? À? Tôi rất tâm đắc với bài học nói về sức mạnh, gì ạ? À? à nói về sức mạnh của tình yêu thương, được không nào? Hay là chúng ta có thể bắt đầu đây ạ. À. Người ta thường nói ba điều sẽ tồn tại mãi mãi là niềm tin, hy vọng và tình yêu. Và điều tuyệt vời nhất trong số đó chính là tình yêu thương Bởi lẽ tình yêu thương mang tới cho con người ta một sức mạnh diệu kỳ Ok chưa nào? Nhá, ví dụ là như vậy Ok không ạ? À? Nhá, thì các bạn có thể dẫn dắt là như thế Được chưa? Sau khi dẫn, dẫn dắt xong chúng ta chuyển sang phần thân đoạn Chúng ta sẽ bắt đầu giải thích Được không nào? Giải thích ở đây thì cái từ khóa của chúng ta chính là tình yêu thương là gì? Đúng không ạ? À? Thì chúng ta sẽ giải thích cái phần này giúp cho chị đó chính là tình yêu thương là gì? Ví như là ở đây ạ, à, tình yêu thương được hiểu là sự sẻ chia mà mỗi người dành cho nhau. Một thứ tình cảm thiêng liêng xuất phát từ nơi con tim. Tình yêu thương tuy vô hình nhưng lại hữu hình, luôn xuất hiện trong cuộc sống hàng ngày. Được không ạ? À? Thế xong bắt đầu này, bắt đầu phân tích bàn luận này. Phân tích và bàn luận như sau. Được không ạ? À? Phân tích và bàn luận như sau. Đó là bữa ăn sáng kèm ly sữa nóng của mẹ chuẩn bị cho tôi Là chiếc giá sách ba tự tay đóng tặng tôi nhân ngày sinh nhật Là bó hoa tay tôi tự cắt, trang trí trang trí để tặng cho mẹ Và cả những lời chúc ba dành tặng mẹ với cái ôm đầy chiều mến thân thương Tất cả những điều ấy đều chứng minh cho việc tình yêu thương đang hiện hữu Nói về giá trị của tình yêu thương À trước tiên là gì ạ? À những cái những cái hình ảnh để chứng minh cho cái tình yêu thương đang hiện hữu tức là tình yêu thương được biểu thị như thế nào và tiếp theo đó là tình yêu thương có cái giá trị như thế nào ở đây chính là sức mạnh của tình yêu thương đấy được không ạ à? bắt đầu này nói về giá trị của tình yêu thương không thể phủ nhận trước tiên nó giống như ngọn lửa ấm áp sưởi ấm cho chúng ta Trước những đêm đông mù sương với khó khăn vấp ngã và thất bại Giống như lời ba nói mệt quá thì về nhà con nhé Tình yêu thương giúp cho chúng ta có thêm nghị lực và niềm tin vào cuộc sống Đôi lúc muốn bỏ cuộc, nghĩ về nụ cười của mẹ lại thấy mình cần quyết tâm hơn Tình yêu thương dẫn con người tới lối đi của hạnh phúc khi chúng ta biết đồng cảm, san sẻ với những mảnh đời còn cơ cực và bất hạnh hơn mình. Đó cũng là khi ta hiểu ra chân lý, cho đi là còn mãi và vượt lên trên cả điều này, tình yêu thương giúp cho chính chúng ta luôn giữ được cho mình nhận thức phải biết yêu thương bản thân mình, bởi hạnh phúc là mỗi ngày được sống. Ok không ạ? À? Sau đó các bạn sẽ đưa ra cái dẫn chứng chứng minh ở đây giúp cho chị ạ. À. Đây chị sẽ lấy cụ thể luôn về Trúc Nhi và Diệu Nhi. Ok chưa nào? Và vượt lên trên, đây ạ, à, sức mạnh của tình yêu thương khiến cho tôi nhớ về cuộc đại phẫu thuật với sự tham gia của 100 y bác sĩ với 10 tiện, với 12 tiếng đồng hồ căng não khi tiến hành tách dính cho hai em bé Diệu Nhi và Trúc Nhi. Cuộc đại phẫu thuật thành công trong niềm hạnh phúc của cha mẹ. Mẹ của hai em, người phụ nữ bình thường mà phi thường, đã biến tất thảy tình yêu thương của mình trở thành sức mạnh để sinh ra hai em, nuôi dưỡng các em và tìm mọi cơ hội để hai em được làm phẫu thuật và bằng tình yêu thương của chính mình, các y bác sĩ đã dồn toàn lực để hoàn thành tốt cuộc đại phẫu thuật này. Trúc Nhi và Diệu Nhi thêm một lần nữa được sinh ra trong cuộc đời. Xong bắt đầu liên hệ bản thân được không ạ? Nếu ai đó hỏi tôi, điều gì đáng để bạn trân trọng nhất trong cuộc đời? Tôi sẽ trả lời đó chính là tình yêu thương mà tôi nhận được. Mong rằng chúng ta, những người trẻ, sẽ luôn hiểu rằng điều nhỏ bé là tình yêu thương ấy có thể trở thành sức mạnh lớn lao giúp bạn được giúp bạn đạt được những điều phi thường. OK chưa nào? Nhá? được không ạ? À? Các bạn được không ạ? À? Năm nay mà vào những cái dạng đề kiểu như là tình yêu thương này, hay là về cái sự sẻ chia trong cuộc sống hay là sự cống hiến và hy sinh thầm lặng thì chắc chắn là phải nhớ đến cái phần chữa nghị luận xã hội của chị Hiên các em nhá. OK chưa? Hiểu vấn đề chị làm không ạ? À? chị lấy từng phần một từng phần một đi từng phần đi từng phần một chị sẽ đọc nguyên văn cho các bạn cái đoạn văn này để các bạn có thể tham khảo được không ạ à? nói về sức mạnh của tình yêu thương ok chưa nhá được không ạ à? nói về sức mạnh của tình yêu thương ok chưa đây như sau ạ à. đây như sau người ta thường nói ba điều sẽ tồn tại mãi mãi là niềm hy vọng là niềm tin hy vọng và tình yêu và điều tuyệt vời nhất trong số đó có lẽ chính là tình yêu thương và sức mạnh diệu kỳ của nó tình yêu thương được hiểu là sự sẻ chia mà mỗi người dành cho nhau một thứ tình cảm thiêng liêng xuất phát từ nơi con tim tình yêu thương tuy vô hình nhưng lại hiện hữu luôn xuất hiện trong cuộc sống hàng ngày đó là bữa ăn sáng kèm ly sữa nóng của mẹ chuẩn bị là chiếc giá sách ba tự tay đóng tặng tôi là bó hoa tôi tự tay cắt trang trí để tặng mẹ nhân ngày sinh nhật và cả những lời chúc ba dành tặng mẹ với cái ôm đầy chiều mến thân thương tất cả những điều ấy đều chứng minh cho việc tình yêu thương đang hiện hữu nói về giá trị của tình yêu thương không thể phủ nhận trước tiên nó giống như ngọn lửa ấm áp sưởi ấm cho chúng ta trong những đêm đông mù sương khó khăn vấp ngã và thất bại giống như lời ba nói mệt quá thì về nhà tình yêu thương giúp cho chúng ta thêm nghị lực và niềm tin vào cuộc sống đôi lúc muốn bỏ cuộc nghĩ về nụ cười của mẹ lại thấy mình cần quyết tâm hơn Tình yêu thương dẫn con dẫn con người tới lối đi của hạnh phúc khi chúng ta biết đồng cảm san sẻ với những mảnh đời còn cơ cực và bất hạnh hơn mình. Đó cũng là khi ta hiểu ra chân lý cho đi là còn mãi và vượt lên trên tất thảy những điều này, tình yêu thương giúp cho chúng ta giúp cho chính chúng ta luôn giữ được nhận thức phải biết yêu thương bản thân mình bởi hạnh phúc là mỗi ngày được sống. Sức mạnh của tình yêu thương khiến cho tôi nhớ về cuộc đại phẫu thuật với sự tham gia của 100 y bác sĩ với 12 tiếng đồng hồ căng não khi tiến hành tách dính cho hai em bé Diệu Nhi và Trúc Nhi. Cuộc đại phẫu thuật thành công trong niềm hạnh phúc của cha mẹ, mẹ của hai em, người phụ nữ bình thường mà phi thường, đã biến tất thảy tình yêu thương của mình trở thành sức mạnh để sinh ra hai em, nuôi dưỡng các em và tìm mọi cơ hội để hai em có thể làm phẫu thuật. Và bằng tình yêu thương của chính mình, các y bác sĩ đã dồn toàn lực để hoàn thành tốt cuộc đại phẫu thuật Trúc Nhi và Diệu Nhi đã thêm một lần nữa được sinh ra trong đời. Nếu có ai đó hỏi tôi, điều gì đáng để bạn trân trọng nhất trong cuộc đời, tôi sẽ trả lời đó chính là tình yêu thương mà tôi được nhận. Mong rằng chúng ta, những người trẻ, sẽ luôn hiểu rằng điều nhỏ bé là tình yêu thương ấy có thể biến thành sức mạnh lớn lao giúp bạn đạt được những điều phi thường trong cuộc đời. Ok không ạ? Nhá! Nói chung là cái bài này chị nghĩ là cái dung lượng nó cũng phải rơi vào tầm 450 đến 5 400 từ đấy, chứ không phải là 200 từ đâu. Nên là gì, chị mong là các bạn có thể tiết chế lại, các em có thể thay đổi theo ý của các em, nhưng mà cái đoạn văn chị gợi ý cho các bạn là như vậy nhá, các em sẽ lưu ý giúp chị được không nào? Thì chị mong là các bạn sẽ có thể vận dụng tốt cái đoạn văn nghị luận xã hội mà chị vừa chia sẻ cùng với các bạn. Và thêm một cái lưu ý nữa, chị muốn nói với các bạn là gì? Quan trọng nhất là chúng ta viết một đoạn văn thể hiện sự chân thành. Quan trọng nhất là chúng ta viết một đoạn văn để chúng ta thấy được rằng tôi đã thực sự hiểu cái thông điệp mà bản thân tôi muốn truyền tải và tôi sẽ tiếp tục truyền tải một cái thông điệp tích cực như vậy đến những người bạn của tôi, những người trẻ xung quanh để tất cả chúng ta có được à, những cái giá trị sống tốt đẹp hơn. Ok chưa nào? Nhá, để tất cả chúng ta có được cái giá trị sống tốt đẹp hơn. Ok chưa? Các bạn có hiểu phần này không ạ? Hiểu đề này không các bạn? À các bạn ơi, phải ghi lại chứ, phải xem đi xem lại và ghi lại nhá. Ok chưa nào? Phải xem đi xem lại và ghi lại giúp cho chị, ghi lại ra. Có thể là các bạn sẽ phải xem đi xem lại rất là nhiều lần nhưng mà chị nghĩ là cái đó đâu có vấn đề gì đâu. Đúng không nào? Cái đó đâu có vấn đề gì đâu. Ok chưa ạ? À, Quỳnh Trang ơi, chị nói lại thêm một lần nữa đó chính là ở trong cái barem điểm của Bộ Giáo dục khi nói về câu văn nghị, cơ khi nói về đoạn văn nghị luận xã hội ấy thì chúng mình không hề có cái phần cho điểm và cái phần phản đề. Nhưng mà tất nhiên là sẽ có những cái đề mà chúng ta sẽ cần phản đề nhưng mà bản thân chị thì nghĩ rằng là gì? Chị nghĩ rằng cái đề này thì không có cái lý do gì để chúng ta có thể phản đề cả. Ok không ạ? Nhá. Được không nào? Chúng ta không cần có lý do gì để phản đề ở trong phần này hết nhá. Lưu ý giúp cho chị cái này. Được chưa nào? Và nhớ thêm một điều nữa là không nhất thiết chúng ta chỉ viết 200 từ. Hiểu ý chị không? Không nhất thiết là chúng ta phải chỉ viết 200 từ. Bởi vì chúng ta làm sao mà ngồi đếm được, miễn là các bạn ước lượng về cái phần dung lượng ok giúp cho chị là được. Được không ạ? À? Rồi bây giờ thì chúng mình sẽ cùng quay sang cái đề này cùng với chị nhanh để đi ngủ nhá. Hôm nay chị bắt các bạn học khuya quá. nhỉ Đúng không? Hôm nay chị bắt các bạn học khuya quá. Chị rất là xin lỗi các em nhá. Được không nào? Đây ạ. À. Từ nội dung đoạn trích phần đọc hiểu, anh chị hãy viết một đoạn văn khoảng 200 chữ bàn về ý nghĩa của sự tử tế trong cuộc sống. Ok chưa nào? Chúng ta sẽ cùng làm đề này với nhau nhá. Rất là xin lỗi bởi vì ngày hôm nay à, đã bắt các bạn học muộn như thế này, đến bây giờ mà chị vẫn còn bắt các bạn ở đây, thực sự là rất là xin lỗi các em nhưng mà thôi vấn đề là bạn nào mà bạn nào mà mệt quá thì cứ đi ngủ nhá, được không? Bạn nào mệt quá thì cứ đi ngủ. Ok chưa nào? Rồi, thế thì với cái đề này thì chúng ta vẫn sẽ <laughs> chị vẫn đang like ạ. À? Ôi, <laughs> chị rất xin lỗi các em. <laughs> chị rất xin lỗi các em ngày hôm nay chị dậy muộn quá, thật sự đấy. Nhưng mà bởi vì là chúng mình vừa thi thử xong mà. Ok chưa các bạn ơi, quay trở lại cùng với chị với cái đề này trước tiên này. Giúp cho chị cái phần này. Đây ạ, à, phần mở đoạn. Chúng ta phải dẫn dắt vào cái sự tử tế ý nghĩa của sự tử tế trong cuộc sống Đúng không ạ? Các em đã dẫn như thế nào thế? Chắc là các em sẽ dẫn theo kiểu là sự tử tế là đúng không? Ok không nào? Sự tử tế là gì à? Hay là gì? Hay là các bạn sẽ bắt đầu vào như nào? Các bạn sẽ bắt đầu vào như nào? Với cái đề bài này ạ, à? sự tử tế Các bạn bắt đầu vào như nào đây? <laughs> Chị xóa like Chị đừng xóa like với dám ngủ cơ các bạn bắt đầu như nào trong cuộc sống à hay là kiểu gì tại vì chị thấy các bạn à uh, các bạn hay kiểu trong cuộc sống các kiểu lắm nào các bạn làm như thế nào à rồi <laughs> các bạn sẽ viết như nào trong cuộc sống các kiểu à đúng không thật ra thì chị nghĩ là sẽ các bạn hãy chuẩn bị những cái cách mở đoạn cho mình để các bạn uh, tự tin ấy Đôi khi là những cái phần mà chúng mình kiểu đau đầu ấy mà chúng mình không nghĩ ra thì chúng mình có thể sử dụng ngay cái đó. Ví dụ như là trong cái quá trình trưởng thành, việc của chúng ta là không ngừng tích lũy những bài học và một trong số những bài học bản thân tôi cảm nhận được từ cuộc sống, đó chính là ý nghĩa của sự tử tế trong cuộc đời. Ví dụ là như vậy. Ok không? Hiểu ý chị không? Nhá. Ví dụ là như thế thì các bạn có thể lấy cái đó để chúng mình dẫn cho nhiều cái vấn đề khác nhau ok bắt vào bằng cái bài hát của trịnh công sơn rất là tốt sống trong đời sống cần có một tấm lòng à để làm gì em biết không để gió cuốn đi à đúng không à em chép đoạn cuối của phần đọc hiểu tốt rồi à nếu có ai hỏi tôi à gì nữa à sống trong à rồi ok rất là nhiều cách mở đoạn hay được rồi tốt rồi sau đó phần thân đoạn các bạn làm gì à các bạn sẽ giải thích giúp chị nhé Giải thích giúp chị, sự tử tế là gì? Được không ạ? À? Sự tử tế ở đây được hiểu là gì nhỉ? À chính là sự tốt bụng. Đúng không ạ? À? Đó là sự lương thiện. Đúng không? Là gì nhỉ? À sẵn sàng làm những điều À có ý nghĩa hay là có tác động tốt tới gì ạ? À những người xung quanh mình hay đối với cộng đồng và xã hội. Mà không cần thiết gì ạ, à? không nhất thiết là bản thân mình phải được ghi nhận. Đúng chưa nào? Phải không ạ? À? Không nhất thiết là mình phải được ghi nhận và đây là một trong số những cái phẩm chất rất là đáng quý. Phẩm chất rất là đáng quý ở mỗi con người mà mỗi chúng ta cần phải gì ạ? À? à mỗi chúng ta cần phải học hỏi. Đây là một cái phẩm chất vô cùng cao quý và vô cùng đáng trân trọng ở trong mỗi con người. Ok chưa nào? Người tử tế là những người sống lương thiện. Đúng không ạ? À? Họ không đau, họ không làm hại ai, à, họ chỉ làm những cái điều tốt cho mọi người xung quanh và sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ với những cái người có hoàn cảnh ở trong xã hội khó khăn hơn mình. Đúng không nào? lưu ý giúp chị nhé thì các bạn sẽ giải thích cho chị cái này sau đó thì các bạn sẽ làm ở trong cái phần tiếp theo là phần bàn luận này ở trong phần bàn luận các bạn trả lời giúp cho chị những câu hỏi sau biểu hiện của sự tử tế là gì được không ạ và ý nghĩa của sự tử tế là gì trước tiên đối với cộng đồng thì sao được không ạ đối với những người khác thì sao và tiếp theo đối với cá nhân mình thì sao được không ạ đối với cộng đồng thì sao mà đối với cá nhân mình thì sao ví dụ như đối với cộng đồng thì à sẽ góp phần gì ạ à thúc đẩy sự phát triển của xã hội đúng không nào giúp cho gì ạ xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn văn minh hơn đúng không nào giúp đỡ được cho mọi người cải thiện cuộc sống của những người xung quanh mình đúng chưa ạ rồi và đối với cá nhân thì À chúng ta sẽ ngày càng trở thành một người mà tự trau dồi được cho mình cái nhân cách tốt đẹp hơn, cái sự sẵn sàng hy sinh cống hiến vì người khác mà không cần phải có sự ghi nhận. Được không ạ? À? Nhá thì các bạn sẽ làm cái những cái ý đó giúp cho chị, sau đó thì chúng ta sẽ làm gì nhỉ? À. Sau đó thì chúng ta sẽ làm gì? Ở đây các bạn có thể thêm cái phần phản đề vào đây. Được không ạ? À? đây là thêm có thể thêm hoặc không nhá nhưng cái phần này cũng sẽ không có trong bao em điểm cái phần này các bạn có thể có thể thêm vào phản đề lại giúp cho chị là gì ạ bên cạnh những người đang làm những cái điều tốt cho xã hội thì mặt khác như thế nào đó ok chưa ạ sau đó thì các bạn sẽ đưa ra cái dẫn chứng chứng minh dẫn chứng chứng minh về cái việc tử tế thì ngay ở trên phần đọc hiểu chúng ta đã có hẳn ba cái dẫn chứng rồi các em có thể tận dụng luôn cái phần này giúp cho chị ok chưa ạ và sau đó thì các bạn sẽ liên hệ bản thân mình các em đã bao giờ làm một cái điều gì đó mà có ý nghĩa đối với mọi người xung quanh chưa được không ạ à? và bản thân các em phải tức là bản thân các em sẽ tự trau dồi được cho mình điều gì qua cái việc ngày hôm nay phân tích về ý nghĩa của sự tử tế được không nào và sau đó thì các bạn sẽ à kết đoạn bằng cách là chúng ta sẽ đưa ra một cái thông điệp được không ạ à? chúng ta có thể đưa ra kết đoạn bằng một cái thông điệp giống như là ở trên cái phần đọc hiểu mà chúng ta có ấy đây các bạn sẽ nhìn thấy ở trên cái phần đọc hiểu này chúng ta có một cái phần kết đoạn rất là hay này đó chính là gì ạ à? à sự tử tế không phải điều xa vời không phải điều lớn lao vĩ đại mà nảy mầm từ chính những hành động nhỏ bé trong cuộc sống thường nhật cứ thế cứ thế lòng tốt sẽ được lan truyền từ người này sang người khác và lan tỏa ra cả xã hội thế giới rồi sẽ tốt đẹp hơn bởi những trái tim lương thiện bé nhỏ thì các bạn có thể dựa vào cái phần này ok chưa các bạn có thể dựa vào cái phần này, các bạn sẽ làm giúp cho chị được không ạ? À? Vì chúng ta có thể đưa đến một cái thông điệp là gì ạ? Sự tử tế thường bắt đầu từ những việc từ những điều rất nhỏ bé và mỗi chúng ta hãy chung tay, hãy góp phần tạo nên một xã hội tốt đẹp bằng từ những trái tim lương thiện bé nhỏ của mình như vậy. Ok chưa nào? Ví dụ là như thế. Được không? Nhá. À không thật ra là em phải hiểu như thế nào là dẫn chứng sáng tạo thật ra dẫn chứng sáng tạo thì chỉ là những cái dẫn chứng mà nó cập nhật ở cuộc sống hiện tại và chúng ta biết phân tích nó một cách khéo léo thôi ok chưa nào được không ạ à? <laughs> rồi ok chính xác sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình phần đó cũng được ok chưa ạ phần đó cũng được ok không các bạn à rồi các bạn ơi có lẽ là ngày hôm nay chúng mình sẽ tạm nghỉ tại đây đi bây giờ đã là khoảng uh, 0 giờ 30 rồi, chị phải cho các bạn đi ngủ thôi, không chị cảm thấy có lỗi với các bạn quá, thực sự là như vậy. Thôi các bạn đi ngủ đi nhá, muộn rồi, muộn rồi. Không thì bố mẹ các bạn lại bảo là sao đến giờ này mà vẫn còn ai còn dậy các em. À chị hy vọng là sẽ sớm được gặp lại các bạn ở trong cái khóa học 10 ngày chạy văn cùng với chị Hiên bởi vì đây sẽ là một cái khóa học hứa hẹn chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại và trau dồi tất cả mọi thứ. Được không ạ? À? Nhá, trau dồi tất cả mọi thứ. À, và chị mong rằng là sẽ sớm được gặp lại các bạn Cảm ơn các bạn rất nhiều vì ngày hôm nay đã tham gia thi thử Và có những cái bài làm rất là tốt bằng nhiệt huyết của các em Cảm ơn các bạn rất nhiều vì cũng đã thức cùng với chị đến bây giờ Hy vọng là chúng mình sẽ còn sớm quay trở lại cùng với nhau trong những cái phần livestream tiếp theo nhé Còn cái câu nghị luận văn học nữa cơ Một câu là vào sông Đà, còn một câu là vào Việt Bắc Ok chưa ạ? Rồi, các bạn ơi, cảm ơn các em rất nhiều Được không ạ? À? Chúc các bạn ngủ thật là ngon nhá Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại các bạn Cảm ơn các em